Tiếp theo chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một ca khúc mới Vượt Qua Đại Dịch do nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành sáng tác. Là người sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến cuộc chiến chống dịch những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện lên đường chi viện ở tuyến đầu, anh đã sáng tác nên ca khúc này và hy vọng mọi người cùng động viên nhau sớm vượt qua đại dịch. Vượt qua gian khó nhé bạn ơi, để cho con tim hướng về nơi có những hy sinh giữa cuộc đời, dành lại cuộc sống cho từng người. Quẹt dòng nước mắt để vội quên từng giọt mồ hôi đã gọi tên những chiến binh yêu thương quê mình, vượt qua cơn lốc đến bình minh. Tạm xa mái ấm bước chân đi, lòng bao nung nấu dập tắt dịch với niềm tin mãi thiết tha, mong cho quê nhà sẽ vượt qua. Bài ca năm tháng vẫn vang câu, lòng người chiến sĩ nơi tuyến đầu quyết dẹp tan những khổ đau, ngăn chặn dịch bệnh cho thật mau. Vậy thì ta với ta nhắc nhở giữ vững thông điệp 5K, cùng nhau chung tay góp sức vượt qua. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải ở nhà lấy tinh thần làm quà, chung sức chung lòng nữa bạn nha. Ngân nga câu hát chia sẻ lời ca, tạo nên những đóa hoa gửi đến tấm lòng ấm áp bạn mà. Giữa bầu trời quê ta, tình yêu thương dân tộc bao la, ta sẽ quên đi vất vả chung sức chung lòng để lùi dịch bệnh mãi xa. Yeah. Bài ca năm tháng vẫn vang câu, lòng người chiến sĩ nơi tuyến đầu quyết dẹp tan những khổ đau, ngăn chặn dịch bệnh cho thật mau. Vượt qua gian khó nhé bạn ơi, để cho con tim hướng về nơi có những hy sinh giữa cuộc đời, dành lại cuộc sống cho từng người. Quẹt dòng nước mắt để vội quên từng giọt mồ hôi đã gọi tên những chiến binh yêu thương quê mình, vượt qua cơn lốc đến bình minh. Tạm xa mái ấm bước chân đi, lòng bao nung nấu dập tắt dịch với niềm tin mãi thiết tha, mong cho quê nhà sẽ vượt qua. Bài ca năm tháng vẫn vang, lòng người chiến sĩ nơi tuyến đầu quyết dẹp tan những khổ đau, ngăn chặn dịch bệnh cho thật mau, ngăn chặn dịch bệnh cho thật mau.